Dạ, xin mến chào quý vị các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Và trong video buổi chiều ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú chị và các bạn một số hình ảnh của đường phố. Bên kia là khu vực quảng trường 2/4 quý vị. Ở bên đó họ đang có chương trình lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, giải vô địch Việt giả thành phố Nha Trang 2024 quý vị. Bên tháp Đào Hương kia thì có sân khấu, cũng có một cái sân khấu. Họ đang chuẩn bị âm thanh ánh sáng nha. Khu vực ở hội trường cũng như quảng trường là đã trang trí hoa rồi. Chào mừng 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Khánh Hòa. Đang di chuyển trên con đường Trần Phú, trong những con đường biển rất là đẹp của Nha Trang. Đi trên con đường này gió mát lắm vậy. Khu vực ở đây gần với khách sạn Mường Thanh và City Inn. Đây góc của ngã ba đường Biệt Thự và con đường Trần Phú. Mấy cây xanh dọc trên đường này đang được cắt tỉa rồi. Chỗ này là cái Star City Hotel, nằm ngay góc của ngã ba đường Trần Văn Khải và Trần Phú này. Bên tay phải vì là đường Trần Văn Khải, thì năm xưa nó là con đường Lê Quang Định đó mày. Chỗ này là bên kia là Winburn Beach Ron Nha Trang. Còn bên cạnh của Wincom Plaza nằm trên con đường Trần Phú. Khách sạn của Vinpearl, căn hộ Condotel của Vinpearl. Cái góc này thì có cái Sailing Club.
trước là vòng xoay giao hẻm 56 với con đường Trần Phú đó. Ngang qua đây cảm giác mắc lạnh luôn á. Đây là các khách sạn, dọc đây là các khách sạn. Rồi, quán nướng Đà Lạt. Khách Kazakhstan nó ở phía dưới này cũng nhiều, khách sạn ở dưới đây, ở khách sạn ở đây thì ra biển tắm nó rất là gần, rất là thuận tiện, lên trung tâm vẫn thường vui chơi cũng gần nữa, và các khách sạn ở đây nó cũng rẻ, 3 sao 4 sao rồi thôi. Chỗ này cái hình như là cái Seabourn Hotel họ mới sửa lại xong nữa, thì nhìn mới nè. Bên cạnh các khách sạn này là có siêu thị mini. Này là số 100 của đường Trần Phú này. Có một cái mặt bằng sau đang đóng cửa. Đây, khách sạn Vinam phía trước màn hình quý vị. Trong đây là có cái Lux Vision Hotel.
đậu không có ngỡ đi luôn anh. Bên bãi đất của resort Anh Nam Mandara lúc trước bây giờ nó thông thoáng, gió nó lùa thì ngồi vào rất là mát, nên ở những khách sạn đây bây giờ là gió mát lắm luôn. Dọc đây là Vinan, Melissa này, rồi Vesna Hotel này, rồi Mosova này. Đang trang trí để chuẩn bị chào mừng để kỷ niệm 100 năm xây dựng phát triển Nha Trang. Công viên Yến Phi vậy à, công viên Phù Đổng chứ anh nhầm, phía trước kia là cái Yết Bích. Trước chỗ này là nhiều cái hồ bơi này, từ khi ảnh hưởng dịch tới nay là khu vực này không hoạt động nữa. Để lâu quá đồ rồi nó cũng hư hỏng hết các bạn. Sắt rồi nó reset hết. Đây gần biển nữa.
trước đang có một cái đoàn du lịch ở Sài Gòn ra nữa các, quá là đông rồi. Vào cuối tuần á, những đoàn khách ở Sài Gòn rồi mấy cái tỉnh lân cận đến Nha Trang du lịch đi 2 ngày hoặc là 3 ngày 6-7 nhật về. Một rất là cao. Này bên đây phải vì là nhà hàng bia Lucien, một trong những nhà hàng bia nổi tiếng ở Nha Trang, thì ra đây uống bia ngồi sát mấy biển rất là lý tưởng. Đó là một điểm đến dành cho các du khách Tây, khách Tây họ thích ra biển rồi ngồi uống bia đó. Mà đặc biệt khách Tây họ lại thích uống bia chai hơn bia ron. Chai họ cầm và cùng uống nguyên chai đó, bưng nguyên chai uống. Tề tỉnh tỉnh này cây dừa nhiều lắm luôn, vì đó dừa rất là cao luôn, che bóng mát. Ở đây có dụng cụ tập thể dục nữa, nên du khách họ cũng ra đây tập thể dục. Có mấy cái xà đơn này. Đây đa số là khách quốc tế.
Và này là gần cái động biển của Sailing Club. Chúng kia từ xa là cái Sailing Club này. Sóng biển có vẻ rất là lớn luôn. Nó đánh vào bên trong này có mấy cái vực, thành một cái vực. Sóng này tắm cũng nguy hiểm á vị ơi. Này trẻ em tắm nguy hiểm á. Nó đánh vào rất là mạnh mà nó cuốn ra cũng rất là xoáy luôn á. Biển này tắm thì cũng hơi mệt với nó đó. Mà nó đánh vào cát không à. Thấy đa số khách Tây, Kayotan nhiều, với khách một ít khách Hàn Quốc. Đi thẳng hướng đây dọc về khu vực biển của khách Trầm Hương. Biển nước cũng đẹp, sóng lớn quá. Công viên này nó có mấy cái máy chòi ngồi chơi. Bây giờ buổi chiều cái tòa nhà Vincom Plaza cũng như cái condotel của Vinpearl nó che hết rồi. Cho nên là khu vực này nó rất là mát luôn. Các cái tòa nhà bên Star City nữa. Bên khu vực này giờ là mát rồi rồi luôn vậy. Ngồi đây gió nó thổi vô nữa, gió biển nó thổi vô nữa. Ở mấy cái chòi đó. Mấy cái máy tập thể dục ở đây có vẻ nó cũng cũ rồi, xét hết rồi. Đây gần biển á vậy, cho nên là nó ảnh hưởng nước muối, dễ bị xét. Buổi chiều mà đi dọc hết cái đoạn dạo bộ đường biển này là tập thể dục cũng khỏe luôn.